được mệnh danh là đệ nhất thiên sơn, ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam với độ cao 986m. Núi Bà Đen còn gắn với rất nhiều những giai thoại ly kỳ và hấp dẫn. Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả chương trình sẽ cùng khám phá vùng đất Linh Sơn hùng vĩ. Cách trung tâm thành phố Tây Ninh 11 km, thuộc địa phận xã Thạnh Tân, khu vực núi Bà có tổng diện tích khoảng 24 km², thật xứng với danh xưng đệ nhất thiên sơn, ngọn núi nổi bật giữa nền trời xanh. Nơi đây quanh năm có mây bao phủ nên người dân bản địa còn có tên gọi khác cho đỉnh núi là Vân Sơn. Để lên đỉnh núi có hai cách quý vị có thể trải nghiệm, bằng cách là đi bộ hoặc là chúng ta có thể tiết kiệm thời gian bằng cách dùng cáp treo. Chỉ chưa đến 10 phút là quý vị có thể lên đến đỉnh núi, và từ trên đây chúng ta có thể nhìn xuống toàn cảnh vô cùng tuyệt vời. Với cáp treo, chỉ chưa tới 10 phút, du khách đã lên tới đỉnh núi sau khi trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ với những cung đường, vách núi, cả những sắc hoa rực rỡ trên nền xanh mướt của cánh rừng mùa xuân. Vẫn còn dư âm những ngày đầu xuân mới, một bức tranh đa sắc màu với rất nhiều loài hoa, đặc biệt hàng nghìn chậu tulip đã tạo nên điểm nhấn đặc sắc trên nóc nhà Nam Bộ. Tuy vậy, đây cũng chưa phải là điểm check-in lý tưởng duy nhất. Ở trên đỉnh núi thì quý vị cũng có thể phóng tầm mắt và nhìn được toàn cảnh hồ Dầu Tiếng, một hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Lòng hồ rộng mênh mông, ven hồ là những thảm cỏ xanh mượt, cảnh sắc miền quê thanh bình và yên ả, mang đến cảm giác thật dễ chịu và thư giãn. Vị thần được thờ chính trên núi là Bà Đen, hay còn gọi là Linh Sơn Thánh Mẫu, nổi bật giữa nền trời, tượng Phật Bà trên đài sen bằng đồng, phòng theo thời Lê là nơi mà du khách khắp nơi đổ về chiêm bái. Tọa lạc ở núi Bà Đen trong xanh và hương hoa nở rộ, thì tượng Bà bằng đồng trên tòa sen với độ cao gần 1.000m chính là ước vọng bình an và mưa thuận gió hòa của người dân nơi đây. Núi Bà Đen năm nay là nghe nói là có phát triển nhiều, đẹp và lên cái phong cảnh nghe rất là đẹp. Anh muốn đầu năm mình cầu an cầu may cho gia đình nên công việc. Đây là lần đầu tiên hay là anh đã đến đây rất nhiều lần? Đây là lần thứ 3 anh đã lên đây. Khi mà đến đây thì cái cảm nhận của anh lần này như thế nào ạ? Có sự mới mẻ hơn. Ngay dưới chân tượng, hành trình tâm linh được nối tiếp bởi Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật Phật giáo. Nơi đây trưng bày nhiều pho tượng Phật nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, trình chiếu phim về vũ trụ trong quan niệm của Phật giáo. Du khách còn được chiêm ngưỡng xá lợi Phật với hy vọng được gieo thêm những mối duyên lành khi hành hương tới núi Bà Đen. Cùng với những câu chuyện linh nghiệm cầu may, cảnh sắc hùng vĩ, vẻ đẹp được tôn tạo theo thời gian, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là điểm đến lý tưởng của du khách thập phương mong muốn tìm đến sự bình an, thư thái.